Vào chiều qua, phường Nại Hiên Đông đã tiến hành cấp phát tiền mặt hỗ trợ đợt 1 cho tất cả hộ dân trên địa bàn phường đang phải cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Theo đó, 100% người dân trong khu vực cách ly nhận được khoản hỗ trợ với mức 40.000 đồng một người một ngày và nhận một đợt 5 ngày là 200.000 đồng. Để đảm bảo việc phát tiền chính xác, khách quan, cán bộ phường cùng tổ trưởng tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra số nhân khẩu cụ thể trước khi phát tiền cho người dân. Trong quá trình nhận tiền, người dân được yêu cầu mang khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn bởi 8.350 hộ. 32.258 nhân khẩu đang có mặt trên địa bàn phường, thì số tiền được chuyển đến người dân đợt này là gần 6,5 tỷ đồng. Dự kiến, cứ 5 ngày bà con được hỗ trợ một đợt và sẽ kéo dài cho đến khi hết thời gian cách ly.